Cái con cáo bắt gà này nghiệp vụ cao đấy. Làm gián đoạn của bữa rượu của ông. Ơ kìa, Mình ơi. Này, làm cái gì mà cứ lận đà lận đận thế? Thì hôm nay nhậu có thế thôi à? Ôi trời, Mình ơi, cái hệ thống chống trộm của tôi vẫn hoạt động tốt. Thế à? Thế hôm nay nó mới phát huy được hiệu quả, vừa bắt được tụi trộm gà rồi. Hả? Thế mình cắt nó ở đâu? Tôi đang rốt dưới đất. Nhốt nó dưới đất à? Ừ. Mình mò nó lên luôn để em cho nó mấy cái đòn gánh. À. Em là em tức cái thằng này lắm rồi. Ừ. Mình có biết không? Từ ngày mình đi làm gián điệp, à quên làm giám đốc ấy, là nhà mất mấy con gà rồi đấy. Thế à? Không. Bây giờ nha, mình đi kiếm rồi một ôm rơm tập kết tại chân đống rơm nhá. Để tôi hỏi cùng cái thằng trộm này nhá. Này, suốt từ ngày đi làm sếp hay đến bây giờ, gớm thế tại sao lại đi nhớ ghê quá đấy. Đến hôm nay mới bắt được thằng trộm, đã thật đấy. Vâng, em đi lấy ngay đây. Nó ra chưa? Mạnh lên, nó sắp ra rồi. Đây rồi. Ôi trời, em thấy cái tiết nó giận. Mày chết rồi. Ôi trời ơi, sao mẹ mày rốt thế? Cứ để cho nó thò hẳn ra, rồi mẹ mày chọc, thế nó mới sướng. Trời ơi, chờ đến gì đến bao giờ? Cứ để em chờ nó một trận. Nó ra chưa? Mình ơi, nó vừa mới thò ra, nó lại thụt vào rồi mình ạ. À chà, thụt vào rồi. Tôi có cách rồi. Vâng. Mình thích để tôi vỗ cho nó ra. Đúng rồi. Ra đi. Cố lên mình ơi, nó sắp ra rồi, nó ra rồi. Cố lên. Đấy rồi. Cho mày chết này. Cho mày chết để cái đồ trộm gà này. Mày thấy chồng bà đi vắng nhá. Mà mày lại dám sang rình mò ăn trộm con gà nhà bà. Mày ăn cắp trộm con gà nhà bà hả? Tôi đây bà. Ôi trời, tôi. Xung đây bà. Trời ơi, thế bà ra là bác Xung à? Hả? Này, nhà em với cả nhà bác thân tình với nhau như thế. Mà bác nỡ lòng nào bác sang ăn trộm gà nhà em hả bác Xung? Ôi trời, tôi chết rồi, mà con gà em đang định làm giống. Sao mà bác ác thế hả bác Xung ơi? Qua cái chỗ quang này không đi lại. Đi cái này, quang vào cái hố. Mà cái lão sướng này thâm thật. Cầm một. Mình ơi, bác Sung với mình ạ. Cái gì? Bác Sung. Sung với tôi cái gì? Đây chính là thằng ăn trộm gà. Nhá, đi xuống. Đi xuống à? Ôi ông. Đi vào trong này. Ôi ông. Đi vào đây. Ôi ông. Ôi, ông Sướng ơi. Ông Sướng ơi. Ông Sướng ơi.
Ui. Ông Sướng ơi, mình là bạn bè với nhau, ông đi có mấy tháng mà sao quên nhanh thế? Cầm mồm, tôi chưa bao giờ có cái loại bạn gọi là kê tặc cẩu tặc nhau nhá. Bà vào farm nước để tôi hỏi tội cái thằng kê tặc này. Mình ơi, này, đây là bác Sung, chồng cái gấm ấy. Thế mình quên mặt rồi à? Cầm mồm, ta là kẻ trộm thì phải gọi là thằng trộm, không ai gọi là bác trộm, hiểu chưa? Vào farm nước. Mình ơi, hay là mình thả cái bác kê tặc này ra, rồi khuyên bảo bác đi thôi, để lần sau bác rút kinh nghiệm, có được không? Im mồm! Phạm tội mà cứ thân là thả, thế thì còn gọi gì là thôn pháp nữa hả? Đã bảo được vào phá nước mà. Ông Sướng này, ông hiểu lầm tôi rồi. Cầm mồm! Phải khai báo thật tay gần. Người đâu? Vợ đâu? Dạ, có em đây ạ, có em đây. Cậu đâu chả đi chơi anh? Dạ. Đây, Vịnh ơi, đây ạ. Cái gì thế này? Tôi hỏi cái gì cậu đâu chả cái con cậu này? Dạ. Thế thì nó phải là cái này ạ. Đúng rồi. Sướng này, ông định làm gì thế? Ông hiểu lầm tôi rồi. Im mồm! Khai báo thành khẩn. Tên là gì? Sung. Ai chả biết là Sung. Nhưng mà họ gì? Gì Sung? Đặng Văn Sung. Đặng Văn Sung. Bao nhiêu tuổi? Bao tuổi ông? Có nghĩa là 44 đấy. Thôn Châu Xá, xã Duy Tân. Vợ là Nguyễn Thị Gấm. Nhà có 3 con, 2 giai, 1 nữ, làm nghề kê tặc. Làm nghề kê tặc được bao nhiêu năm rồi? Này, ông vừa phải thôi nhá. Cơ bộ, tặng chứng lù lù đứa con cái. Đề nghị đối tượng kê tặc phải khai cho nghiêm túc. Trời ơi, bố nó ơi. Này, em bảo này, quả trà là không mất con gà trống mình ạ. Em vừa mới nhìn thấy nó đạp mái ở đằng sau vườn nhà mình thế này. Thế cái con gà này ấy là bác Sung ăn cắp ở nhà nào đấy? Ai bảo của ăn cắp gì đâu. Đây là con gà của nhà tôi. Hả? Mụ vợ tôi nó bắt tôi mang sang đây để định biếu ông này. Không ngờ thì bị rơi xuống cái hố. Hóa ra nó là cái bẫy của thằng cha này. Hóa ra là thế. Ôi giời, nhà tôi này, cửa lúc nào cũng mở. Thế ông ấy luồn lách vào cái lối này làm gì? Thì bây giờ ông ấy lên xếp to rồi. Tôi mang cái này sang hối lộ mà đi đường chính thì thấy ngượng. Thành ra phải đi tắt, cho nên nó mới nhục thế này đấy. Này, bố nó, gâm cứ đứng đấy mà cười. Cởi chuồng ra, để cho bác cái con ra. Con ngồi đi làm gì nữa, ra đi. Bác ra ngoài này ngồi uống nước nào. Đây, đúng rồi. Ê, bác vào đây uống nước đã. Quên mất, bà mang gà vào đánh tiết canh đi. Tiết canh gà á? Ừ, ui tiết canh gà ngon lắm. Thế à? Nhưng về tiết canh gà bà cứ phải hỏi tôi. Thôi được rồi, thế để em đi cắt tiết con gà nhá. Ông ạ, à, lâu lắm rồi không bắt được kẻ trộm. Hôm nay tôi vồ được ông, phê thật phết. Tóm lại là, thế sang đây có việc gì? Tôi định sang đây nhờ ông một việc. Chẳng là anh em mình bằng tuổi nhau, cùng lớn lên với nhau, cùng nghèo khổ. Thế mà bây giờ tự nhiên ông sướng, thế là thế nào? Cái đó thì ông phải hỏi ông giời. Trời xe duyên cho nên tôi gặp phải được quý nhân, một cái người rất giống tôi, cho nên bây giờ tôi mới sướng thế đấy. Ồ thế à? Này, ông lên thành phố, ông quan hệ rộng, ông xem có thằng quý nhân nào giống tôi thì ông bắt về đây cho tôi được không, để cho tôi sướng. Ừ đúng rồi, nhìn mặt ông chính là rất nhiều người giống đấy. Ờ đúng rồi. Chính ra mặt tôi còn nhiều thằng giống hơn cái mặt ông ấy. Này, ông cứ cho tôi đi theo hầu ông. Ông bảo gì tôi cũng nghe, ông nói gì tôi cũng làm, miễn là tôi có cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, thế là được rồi.
kể ra ông khôn là phết đấy. Ông đi hầu hạ tôi có nghĩa là ông làm sếp to đấy. Sếp làm sếp to. Bởi vì ông không có bằng cấp cho nên tôi chỉ tạm mà gọi là sếp cho ông vào cái chân gọi là phó cho tôi. Làm phó? Ừ. Phó cho ông. Này. Phó là phó tổng đấy, đừng đùa. Bởi vì ông không có bằng cấp. Ông hiểu không? Ừ. Ông ơi, thôi thôi, ông cứ cho tôi cái chức gì nó bé bé để tôi dễ làm được không? Phó tổng đây là gọi là phó tổng chịu trách nhiệm về cái mảng gọi là nhậu nhẹt. Ồ. Có cái gì mà không làm được? Tức là phó tổng nhậu. Ờ. Ồ. Cái này hợp với tôi. Tôi làm tốt. Tôi làm tốt. Cái công ty của thằng cha này sang nhỉ, thuê cả chuyên gia người Nhật về làm bảo vệ. Đây là khu vực bảo vệ, mời anh ra cho khác chơi. Này, đây 40 tuổi đầu rồi nhá, vừa bảo ai là thằng cu, cô lao ăn cắp. Yêu cầu anh ra khỏi đây, có ra không? Thì cho em ngồi em đợi bạn em một tí được không? Bạn anh là ai? Chỉ biết là người to nhất ở trong này. Này nhá, đừng có mà cạnh khóe nhá. Thế bạn anh to hơn tôi không? Bao nhiêu cân? Đi giày xe bao nhiêu? Tôi không cần biết, ở cái cơ quan này ý, tôi là thằng to nhất, không có thằng thứ hai. Này nhá, đây cũng nói cho biết nhá, đừng có mà tinh tương. Mà làm cái bảo vệ thì ai chẳng biết. Đây còn xưng mình là to nhất bây giờ tôi nhìn. Có tin là tôi chỉ cần nói với thằng đấy một câu thôi là nó cho về nghỉ mất sức luôn và ngay tại đây không? Tôi không đâu qua với anh nữa. Mời anh ra ngoài. Thế ví dụ đây không ra thì làm gì? Tôi ngã. Thế ngã đi. Tôi ngã đi này. Ngã luôn đi. Đi nắm người nhớ. Thì có ra không? Không ra. Ra không? Ra. Đây đi. Làm cái trò gì đấy? Anh đi tự tử đấy à? Ôi dồi ôi. Tôi đang tỉnh hay mơ? Vừa gặp quái vật bây giờ lại là một bà tiên. Ôi dồi ôi. Bà ơi con lại bà đẹp tuyệt vời. Bà cứu con với bà ơi. Bà cứu con với bà ơi. Ôi bà cứu con với bà ơi. Ôi bà ơi. Làm cái gì đấy? Bà ơi á rồi. Ôi á rồi. Ôi. Còn đau. Tức là mình vẫn tỉnh. Em, bây giờ em dòm xem trên người anh còn có chỗ nào bị sứt mẻ không? Hả? Có chỗ nào sứt mẻ không? Này, anh không làm sao đâu. Thế có chuyện gì đấy? Ui giời, tức không chịu được. Đang đứng trước cái cổng để đợi thằng sếp bàn anh. Thì cái bảo vệ lấy thịt đèo người, nó ra nó đuổi. Xong nó ngã đi, vui một phát. Anh phọt bắn đúng vào đầu ô tô. May mà không bị em làm chết. Anh cứ vui tính. Cho anh bức xúc cái gì nên thần hồn nát thần tính ấy thôi. Mà ông sếp bạn anh ở đây là ai đấy? Là cái người to nhất đấy. Anh ấy tên là gì ạ? Thằng này không cho biết danh tính của nó thế nào. Thế nó mới hiểm. Bạn anh làm sếp to nhất ở đây mà anh phải sợ cái bảo vệ kia. Anh đúng là đồ hèn. Ôi dồi ôi. Răng trắng, da trắng, tóc dài, chân dài, tròn, mịn, nuột, ngoan thì thôi rồi. Này, anh không hẹn nhá. Bây giờ em dòng cái xe của em rạp vào đây. Để anh vào anh cà khịa tiếp mấy cái lấy thịt đàn người. Xong anh mở đường cho em vào. Này, cứ thế này. lấy thịt đàn người kia. Ra đây cho tôi hỏi tôi. Ông cô cho mày kia. Tôi đã tạo điều kiện cho anh hết mức. Anh nói là anh muốn được sướng như tôi. Và tôi đã cho anh được như tôi. Công việc của anh rất đơn giản. Là chỉ có thay tôi đi ăn uống và ăn. Dạ.
Nhưng mà dạ, báo cáo hai anh này, em thấy mật độ ăn uống dạo này dạo nó dày quá. Đấy, mà lại không được nói. Người ta bảo là rượu vào lời ra. Đấy, có những hôm anh biết không, em uống đến chục chai mà chả được nói câu nào. Dạ, em ức chế lắm. Đúng đấy sếp ạ. Anh này anh phải uống rượu mà chả được nói câu nào. Lắm hôm bức xúc quá, đầu đập vào tường cứ bôm bốp vét hết cả máu sếp ạ. Thương xót lắm ạ. Em có đề xuất thế này ạ. Thế nào? Dạ cứ sau mỗi một chén rượu sếp cho anh nói một câu. Một câu gì vô thưởng vô phạt cũng được. Rồi đúng. Tóm là phải câu như thế nào chứ? Dạ thì một cái câu đại ý như là tình như mây khói này, tình tựa lá bay này, tình đầu trắng tay này, tình cuối nắp ấy. Thôi, kiểu thôi, kiểu thôi. Tôi hiểu cái tình ấy của cậu rồi. Dạ, báo cáo anh thế này ạ. Đấy, nhiều hôm đi uống rượu mà nghe anh này anh ấy tán gái, người em nó có sốt thì xình xịch, thèm nói hơn cả là thèm lĩnh lượng ấy ạ. Thôi được thế này nhá. Dạ. Nếu cậu muốn để cho anh ấy nói nhá, thì cậu phải lên một cái kịch bản, biên tập cho thật kỹ, từng từ một, rồi kiểm soát chặt chẽ phát ngôn của anh ấy. À dạ, vâng. Thôi, còn bây giờ thì tôi phải đi có việc rồi. À vâng, dạ. Sếp đi luôn ạ. Em chào anh. Dạ, em chào sếp ạ. Ê cô. Dạ. Bộ sang bên này. Dạ. Sếp chỉ đạo gì em nhé? Ông thấy chưa? Tôi vừa mới khóc cho ông ấy nhé, để ông được nói trong lúc uống rượu. Cảm ơn sếp. Ngất ông rồi đấy. À này, dạ, nhưng chỉ được một câu thôi đấy nhé. Dạ. Hay sếp ơi, hay là dạ, em có ý kiến thế này, hay sếp thương em là sếp bổ sung vào cái tổ gọi là nhậu nhẹt của em thêm một nhân sự nữa được không ạ? Cái quan trọng là nó có ăn có uống được không? Ui dồi, riêng thằng này thì gớm ăn có uống phải, gớm mà ăn khỏe như trâu, uống như thùng luồng luôn. Được. Dạ. Phải không nhận là cái thằng sếp và anh cũng tài thật. Nó nghỉ người cực quần. Cứ nó chọn là cái ả bảo vệ và nó giỏi như thần. Riêng có cái ả bảo vệ này á, thì kể cả con kiến nó không vọt được qua ạ. Em nghe nói hôm trước cũng bị mất mấy cái xe đấy anh ạ. Mà anh tâng bốc bạn anh hơi nhiều đấy. Nó tài thật mà. Tả dụ như cái việc nó chọn em là người rất xinh đẹp để phối kết hợp với nó là cực chuẩn. Đấy. Ê, còn cái việc nữa là nó chỉ cần nhìn cái phong thủy mồm anh một tí thôi là nó nhấc anh lên làm phó tổng. Ơ, hình như bạn anh ra kia kìa. Ôi, nó rồi. Đề nghị thằng bạn xuống xe xuất trình giấy tờ. Này, ông đi đâu mà lâu thế? Để tôi đợi mãi. Chết đói thế này. May có cô bồ của ông cho khúc mía đấy. Mà ông bảo ngay cái ả bảo vệ của ông nhé. Treo tôi nó vừa vừa đấy. Chọc sao khát khiếp đấy. Này, ông đi làm sao đấy? Điên hay là thần kinh? Tại sao nó ra chặn xe của tôi? Hả? Cho tôi. Ông chả sống rồi à? Cho tôi lên xe đấy. Tôi quen biết gì ông đâu. Ông. Thành ra tôi đi. Ôi dồi ôi, sao lại đem con bỏ chợ thứ hai ông Sướng? Ôi kìa, chúng nó đi với nhau kìa. Đời thế nó mới sướng. Ô, anh Khu Khởi đấy à? Dạo này có đắt hàng không? Cũng đắt hàng con ạ. Vào uống nước đã. Dạo này đội văn nghệ vẫn hoạt động tốt chứ? Tàn lâu rồi ạ. Thế mày làm cái gì? Mày, ông Sung đi theo ông Sướng. Con có cơ hội thành lập đoàn riêng. Đoàn mày có đông không? Đông lắm ạ.
con làm trưởng đoàn, còn thằng thổi kèn làm phó đoàn. Ui, giỏi thế. Thế đoàn này biểu diễn những gì? Chủ yếu là đi khóc đám ma. Này, cái nghề bây giờ là hot lắm đấy nhá. Không hiểu dạo này có cái dịch gì mà đông khách lắm không ạ? Thế à? Con còn đang đi tìm thêm diễn viên đây này. Ừ. U để ý xem ở làng mình có đứa nào nó khóc tơ. U giới thiệu cho con. Rồi, tao sẽ để ý cho. Bà Loan đấy à? Vào đây, vào đây. Này, trúng hay trượt? Ôi trời ơi, trượt thẳng cẳng rồi. Ơ, anh Khởi đấy à? Mận à? Thế dạo này làm gì rồi? Trưởng đoàn, đoàn khóc thuê rồi. Giỏi thế. Thế có việc gì không cho em theo với? Mày có biết khóc không? Khóc cái gì? Khóc đám ma chứ còn gì nữa. Người ta gọi là hát, chứ ai gọi là khóc? Ờ thì hát. Thế có việc gì không cho em theo với? Đâu, số điện thoại mày đâu? Khi nào có xô tao gọi. Không. Ôi, bỏ mẹ mấy hết pin, chơi tao một tí. Ôi, xe đạp điện này xịn thế, lại còn có cả sạc điện thoại nữa cơ. Đọc rồi đi. 0123 0123 1900 1900 113 113 114 114 115 115 141 141. Ô, số điện thoại mày sao mà dài thế? Em đọc cả 3 số liền của em cho anh đấy. À thế à? Được rồi, biết thế. Mai có số, à sẽ gọi. Vâng. Nhớ em nhá. Ui, chén nước mai con gửi nhá. Rồi, cứ đi đi. Thế mày có biết hát đâu mà cũng đòi đi hát? Gấm, 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 gấm. Vào đây tôi bảo. Này, sáng nay cô Lụa cô ấy dặn khi nào cô về thì cô sang bên nhà cô ấy, cô ấy nhờ cái gì đấy. Sao nó không gọi điện cho em nhỉ? Cả sáng nay là chọn thư ký cho chồng. Ôi giời ơi, cái cánh chân rắn chân dài ấy là cứ đi ra vào nườm nượp ấy nhá. Thì đã chọn được con nhà ai chưa hả bác? À, cũng được mấy đứa vào chung kết rồi đấy. Nhưng mà cô Lụa cô ấy khó tính lắm. À, con này, đứng lên bác nhờ một tí. Giữa cột. Đấy, cô xem, đẹp không tì vết như con này. Ấy vậy mà cô Lụa cô cho trượt thẳng cẳng đấy. Đề thi khó lắm bác ạ. Hình thể cháu, 3 vòng, đạt chuẩn quốc tế cả đấy. Mỗi tội chưa tốt nghiệp cấp 2, cô ấy cho trượt luôn. Đấy, mẹ con bà phải chạy cửa trước cô này đi. Chồng cô này bây giờ đang là phó tổng. Mà phó tổng thế nào cũng lên tổng. Mà đã lên tổng ấy là phải chọn thư ký rồi. Đấy mà cô, thế chú Sung chú đã tìm được người giống chú chưa cô? Tưởng dễ mà cũng khó lắm. Đã thấy đâu, nhà em ấy vẫn đang đi ăn cỗ thay cho lão Sướng đấy. Đời chẳng biết thế nào mà lần cứ như cô Lụa ấy, thế mới sướng chứ. Ai thế buồn lắm. Ủa, đông xe thế này chắc là toàn bọn giám đốc. Ôi trời. À, người em tìm đấy rồi. Em chào anh ạ. Anh có khỏe không ạ? Ê, gớm em đi tìm anh suốt đấy. Em xin giới thiệu với anh, em tên là Sung. À, dạ vâng. Hôm nay em mới tìm thấy đấy. Vâng. Anh, mày ăn con gương này, bộ ốp la răng là của tao nhá. Vâng ạ. Em đâu bận anh ạ. Anh ạ. Này này, anh định bể trong gương đấy à? Bể trong gương nào? Hả? Ô, hóa ra đây là cái gương à? Này à, chị cho hỏi cái thằng có cái ô tô này là thằng nào? Giám đốc của tôi. Hả? Bảo ngay cái thằng giám đốc của chị ra đây. Tôi có việc rất quan trọng. Việc gì? Thế cái thằng giám đốc của chị nó làm cái việc gì? Giám đốc sàn giao dịch bất động sản. À, nó đỡ này hả? Bảo nó có cái sản nào mang hết ra đây, em mua tất. Có việc gì đây? À, đây là thằng giám đốc của chị đúng không? Thế ai, em chào anh ạ. Anh có công nhận là anh giống em không? Mà chị có công nhận là mặt em giống mặt anh này không? À. Thằng này nó bị ngáo keo chó anh ạ. Vớ vẩn, không đi ra đây. Cái thằng giám đốc xả này. Giống thì giống mà không giống thì thôi. Việc gì phải cáu? Cứ tưởng làm giám đốc của ai à? Đừng có tưởng.
anh Tây, em chào anh Tây ạ, em chào anh Tây. Anh Tây ơi, chắc anh đi khắp nơi trên thế giới. Anh nhìn thấy có mặt ai giống anh em không? Ô, mặt chính cái mặt anh ấy, chính cái mặt anh ấy. Ôi, ôi, anh ơi, anh ơi, ôi, 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 đây, đây, cống đi bố ạ. Thì tỏ sát, có cái cống là không nhìn thấy. May hôm nay có ông không thì thụt xuống cống chết lâu rồi. Cao to đẹp dài đến nay thì chắc phải có lắm kẻ làm giám đốc qua lại lắm. Anh ạ, à, cho em hỏi anh có phải làm giám đốc không? Ừ, vì sao? Biết ngay mà, mình nhìn thấy thằng cha này vật vờ trong này đi ra mình đoán ngay là giám đốc. Quá ra đúng. Anh ơi, anh có công nhận là mặt em với mặt anh giống nhau không ạ? Ông hỏi thế thì bố tôi không trả lời được à? Em với anh giống nhau như hai giọt nước. Anh làm giám đốc, cho em làm mới được không? Vâng. Ôi trời, giống thì giống mà chả giống thì thôi, việc gì phải cau. Trả lại nửa cái áo cho tao, thằng giám đốc kia. Nga 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 của anh gì 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 nga 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 em thật là xinh. Ô ô ô nga nga. Em chào sếp ạ. Tại sao giờ này mới đến làm việc? Dạ. Dạ. Mang cái của nợ phải sang đây. Này làm việc lung tung lắm đấy chứ. Dạ. Vậy vừa đi massage về phải không? Dạ không ạ. Không cãi nhá. Lại vẫn cái cô Quỳnh Nga nốt ruồi đấm lưng cho nhỉ. Đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng là chả giấu sếp được điều gì. Cậu nghe tôi ra sát lệnh đây. Dạ. Điều 1. Từ nay đi massage cho ông Sướng đi cùng. Ủa sao lại thế ạ? Không cãi. Điều 2. Không được bắt nạt ông ấy. Em có bao giờ bắt nạt đâu ạ? À? Không cãi. Đấy là chưa kể cậu còn có cái trò này buộc dây thừng vào chân người ta lại giật cái này đau chân thì bố anh chịu được à? À, mong Sướng bảo là cậu thường buộc vào cái chân này đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, đúng là chả giấu sếp được điều gì ạ. Điều 3. Mỗi chén là phải cho ông nói 4 câu. Dạ vâng ạ. Sếp chỉ đạo. Em thực hiện luôn ạ. Người đứng dậy. Phải nhắc lại xem nào. Phải nhắc lại xem nào. Điều 1 là massage. Đúng. Điều 2 bắt nạt. Ừ. Điều 3 là 4 câu. Cậu nhớ. Dạ. Thôi. Bây giờ tôi đi họp. À, ông Sướng. Dạ, sếp phải chỉ đạo với em ạ. Ông vừa làm cái trò gì đấy hả? Hả? Ông vừa làm cái trò gì đấy? Dạ... Tôi đã nói với ông là tuyệt đối không được đeo kính cơ mà. Đưa cái kính đây. Dạ, đây ạ. Ông trợn mắt nhìn ai đấy hả? Hả? Cất cái mắt đi. Sếp ơi, sếp có công nhận là em làm anh Quang giống nhỉ? Giống cái gì? Tôi nhắc lại nhé, từ nay về sau mà ông còn dở cái trò này thêm một lần nữa nhé, ông đừng trách tôi quá đáng nhé. Dạ. Ngày đây này. Dạ. Trưa nay tôi bận đi đánh gôn. Vâng. Nhá. Ông chủ động đi tiếp khách đi. Bệnh đấy. Úi dồi. Úi dồi, buổi trưa nay phải ăn chạy xôi đến 3 bữa. Ăn quần quật thế này thì chết mất đấy. Hồi đầu có thấy ông kêu ca gì đâu. Dạ, nhưng hồi đầu khác hơn bây giờ thì báo cáo sếp là nội tại em sắp hỏng hết rồi. Dời, kêu ca. Tôi nói với ông nhé, là
men gan mỡ máu tiểu đường. Dính ba thứ đấy thì đời mới tôi. Thế ông đã dính chưa nào mà ông kêu được? Hả? Lương thì đã cao, chỉ ăn vào mồm thôi mà cũng mà cả. Mà ông có nhớ là ông còn cái thằng phó tổng nhậu không? Hả? Sao rủ nó đi, nó ăn yểm trợ cho. Đúng rồi, tí thì em quên mất. À mà này. Dạ. Tôi dặn lại nhá. Ông phải bảo cái thằng phó tổng nhậu ấy là tuyệt đối cấm vét đĩa. Dạ vâng ạ. Em đi ạ. Thôi đi đi. Ông bật số 3 lên trước mắt. Đêm qua say quá tụt huyết áp. Bây giờ ông đụng tạng số 2 đi. Cái thằng trợ lý này đẹp thật đấy. Nó rất giỏi tiếng Tây mà nó chả chịu đi tiếp khách Tây. Nó để cho anh em mình ra tiếp thì tí nữa gặp nhau chả hiểu ăn nói kiểu gì. Chuyện nhỏ có tôi đâu ạ. Hả? Ông biết tiếng Tây à? Ui, hôm nọ nói chuyện bọn Tây suốt. Này, thì ông biết bao nhiêu thứ tiếng? Hơn 40 thứ tiếng. Lại nói phép. Ông học bao giờ? Chả cần học cái nào thế mà biết nó bị tải. Tôi chỉ cần nha, bọn Tây nó sổ ra một phát tiếng Tây là tôi biết đó là tiếng Tây tốt. Thế vậy tí nữa là tiếp là ông chủ yếu là giao tiếp là chính nhá. Yên tâm, có tôi. Mà này, không hiểu cái bọn Tây nó định bán cái thiết bị gì cho công ty ấy vậy mà nó mời anh em mình gọi là ăn lẩu liên khúc. Đấy, hôm kia vừa lẩu nấm ra cánh, hôm nay lại lẩu nấm ra cánh. Thôi ông đừng nói đến chuyện lẩu ấy. Hùng bụng tao nó sôi hết đây này. Ruột nó lại chín bây giờ. Đang càng sôi à? Nhưng mà này, nhớ tí vào đấy là đừng mà nói lung tung nhá. Yên tâm. Giữ tí nó cũng lộ. Lộ là cái chắc. À, cứ yên tâm. Mà này, cái bảo bối này mình nhớ gửi lễ tân nhá. Rồi. Cả mất nhá. Ôi em gửi vào. À, gửi cái này à? Gửi này à? Em ơi. Anh dạ. Anh gọi em ạ. Dạ có em ạ. Cho gọi nhân viên. Ôi dồi, nhân viên. Nhân viên Việt ơi! Vâng, người ta gọi là chả thấy đâu cả. Này, thế mày tên nhân hay là Viên? Em tên là Viên ạ. À, thì người ta gọi từ lúc nãy thì chả vào gì cả. Tính tiền em. Ờ, của anh là 1.500.000 đồng. Cả trân trọng ấy. Em làm tốt lắm. Còn đây là tiền thưởng. Em cảm ơn ạ. Ôi này, thổ thưởng gì đấy? Thú ý nhỉ? Tiền thưởng thôi ạ. Ui. Anh ơi, thế còn em có tiền thưởng không ạ? Vớ vẩn. Úi dồi ôi. Nước chuối của nó ngọt thật. Ông Sướng ơi! Bán em, bán đi. Thử nhé. Úi dồi. Mà nó ngon lắm, ông thử một chứ. Úi dồi, làm cái gì? Bỏ tay. Mất lịch sự. Tôi sợ lát nữa rồi ông không sức mà ăn. Anh em mình đến sớm hơn Tây đúng một giây. Một giây bắt đầu. À, đến rồi. Tuần giờ thế rồi. Quen ra. Này, thằng này mà hôm trước mà không có tôi thụt xuống nhiều cống chết lâu rồi. Ông ăn nói vớ vẩn. Sao lại vớ vẩn? Không tin ông hỏi nó xem. Tôi nói chuyện nó suốt. Ủa có nhưng mà tôi cũng biết tiếng Tây đâu. Thằng này là nó hai rồi mình ba đi. Ba. Sit down please. Down please. Sao nó này bảo mình là vừa đau vừa con nít là thế nào? Cái gì? Nó vừa nói đấy. Này, ông nói ngay với chúng nó biết nhá. Đây toàn tổng với phó tổng cả nhá. Đừng có mà hỗn nhá. Dịch. Để tôi. Receive it. Receive it. Receive it. Vừa ra vừa làm. Ông vừa nói cái gì? Tôi vừa bảo là ở đây nhá toàn phó tổng với tổng. Chúng mày mời đến ăn nó phải đàng hoàng. Đừng có coi thường tao. Ôi trời, nói thế em thua cái gì? Ê, chúng nó đang cần bán nguyên liệu cho mình. Mình là khách hàng là thượng đế. Cho nên thích thì chơi, không thích thì giải tán. Này, tao nói cho con bé hai biết nhá. I'm sorry. Ông ơi, có phải ông cụ của thân sinh ra ông tên là ông Am không? Đúng rồi, nhưng mà làm sao? Mình chửi nó nhiều quá, nó điên lên. Bây giờ nó đòi là so găng, nó đòi đấm ông Am ấy. À? Đấm bố ông ấy.
Này này này, ông nói ngay với chúng nó nhá, bảo tôi đấm đi, đấm nhau với tôi đây này, bố tôi già rồi, chơi đùa. Thế nhảy vào múc đi, để tôi lại con tay đó. Oh, 1, 2. No 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 no. Bắt đầu. No 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 no. Bao lên. No 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 no. Bắt đầu. No 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 no. Bao lên. Bao lên. Bao lên. Bao lên. Đấy. Nó là sao cái bố anh kìa. Anh bình tĩnh anh ạ, để em nói chuyện với họ xem như nào. Nó nói đi. Sorry, did you were squaring his dad? No, of course, we respect him a lot. Họ nói rằng là họ rất tôn trọng hai anh, không hề có vấn đề gì chửi bới đâu ạ. Tôn trọng? Em đâu có bị bênh kia. Rõ ràng nó vừa bảo là ăn xó găng, cứ nghe nó chửi bố anh còn gì nữa. Mà tôn trọng cái gượng gì nó lại bảo hai anh là hai thằng đau và là con nít đấy. Không phải đâu ạ. Sit down please, tức là mời hai anh ngồi. Còn I'm sorry là tôi xin lỗi, chứ không phải là chửi bới gì đâu ạ. Không phải là chúng nó chửi anh à? Vâng, không phải đâu ạ. Ủa thì cái kiểu gì đấy? Thì chúng nó nói gì thì tôi dịch ra cái đấy, nguyên văn đấy. Mà này nhá, em hỏi luôn hai cái đứa Tây này xem chúng nó có biết tiếng Tây không. Tiếng Tây nhưng mà cụ thể là tiếng nước nào ạ? Cụ thể là Tây Phi hoặc là Tây Ban Nha. Vâng ạ, để em hỏi. Can you speak Spanish? Spanish? No, we don't speak Spanish. Họ không nói được tiếng Tây Phi hoặc là tiếng Tây Ban Nha đâu ạ. Nếu không nói được thì có biết tiếng Tây Hồ với tiếng Tây Mỗ không? Tây Hồ với Tây Mỗ ấy ạ? Anh hỏi như thế thì họ khó cho họ quá, vì họ không phải là người Việt ạ. Đấy, thấy chưa? Ok chưa? Chúng nó là mang tiếng người Tây nhưng không biết nói tiếng Tây đâu. Hey, there was a misunderstanding. I just wanna have some fun and talk about business. Lại chửi à? Dạ không ạ. Họ bảo rằng là bây giờ họ muốn mọi người ngồi xuống và cùng bàn công việc một cách vui vẻ. Vô tư đi, bọn anh không vấn đề gì. Vô tư đi, bọn anh sẵn sàng nhậu nhẹt. Em Tây ơi, bọn anh có sự hiểu lầm. Anh xin em đừng nên nghĩ ngợi làm gì. Ăn đi ông, đồ ngon thế này còn gì. Anh ơi, anh ơi, đồ sống. Đồ sống ạ, anh sống thôi thôi. Xin đọc đi. Mời các anh ngồi ạ. Bây giờ mọi người vui vẻ rồi, em xin phép được đi lấy thêm đồ ạ. Này này Viên ơi, anh nói thầm với em cái. Ở đây cái đội Tây này nó không biết tiếng Tây, cho nên ngồi đây mà nhìn nhau thế này nó chán lắm. Mà lát nữa nhá, bọn anh ăn cái món gì này em phải dịch ra món đấy. Thằng này sẽ có thưởng cho em. Vâng, em nhớ rồi ạ. Em xin phép ạ. Đưa đi. Sorry. Ăn đi ông, chuẩn bị nó chín còn gì. Trong lúc chờ đợi tôi muốn kiểm tra EQ của ông. Thế theo như ông nhá, thế cái cô Tây kia có mối quan hệ thế nào với thằng cha Tây này? Đơn giản. Chắc là hàng sách tay hoặc là bồ gì đấy. Nhạt nhạt nhạt. Thôi, đi tiếp khách mà mang đèn lồng đi rước thế này thì tức là mất uy tín quẳng. Ông phải khen anh Tây thì người ta được uy tín chứ mất đi đâu, đúng không? Phải nói là ông rất xứng đáng là đệ tử của tôi. Kiểm tra tiếp. Vậy thì theo ông, cái ở mồm với thằng cha Tây kia nó là cái gì? Có 3 phương án. 1, chui dao. 2, thổi tu và. 3, thuốc lá. 30 giây, bắt đầu. Tôi đang phân vân ở phương án chui dao và điếu thuốc. Khói bốc ra từ mồm thế kia. Phương án cuối cùng của tôi là điếu thuốc. Rồi. Ông rất xứng đáng là phó tổng của tôi. Ông yên tâm, Tây nó chỉ có 1, nhưng ông phải có 2. Mà Tây nó hút điếu thuốc kia thì điếu thuốc của ông phải to gấp 10 của nó. Chạy ra. Đấy, xem ta oai hay là Tây oai. Đợi tôi đi nhá. Vô tư đi, vào đây với thằng bạn già. Cha cha cha, vì đây nó là của nhà. Đúng rồi. Đây. Tổng nó phải khác kìa. Đây. Đúng rồi. Chậm. Bây giờ xem của ai to đây. Bất ngờ, dễ chơi và sẽ trúng thưởng. Chào mừng quý vị và
các bạn đến với cuộc thi Đọ Mặt 2014 phiên bản Đặng Văn Xu. Vâng, vừa rồi chúng ta đã trải qua một vòng thi hết sức khốc liệt và gay cấn. Đó là vòng thi gửi xe. Ban tổ chức chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải chia tay với một số thí sinh đã không đủ tiêu chuẩn để bước vào vòng tiếp theo. Và những thí sinh sau sẽ bước lên đây đứng cùng tôi ạ. Xin mời anh áo trắng. Mời em áo xanh ạ. Rồi. Thí sinh tiếp theo, mời em áo vàng ạ. Và thí sinh cuối cùng, thí sinh áo kẻ caro đỏ trắng. Vâng, xin mời bạn bước ra đây ạ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải chia tay với những thí sinh này. Nhưng mà các bạn không đủ tiêu chuẩn để bước vào vòng thi tiếp theo. Nên bây giờ xin mời các bạn đi xuống khỏi sân khấu để làm ban giám khảo ạ. Vâng, xin mời các bạn. Xuống làm ban giám khảo đi. Nhưng mà chị ơi, em đã thi vòng gửi xe đâu ạ? Dạ. Ban tổ chức chúng tôi đã nêu rất rõ. Cuộc thi Đọ Mặt của chúng tôi gồm có 3 vòng. Vòng thứ nhất là vòng gửi xe. Vòng thi thứ hai là vòng thi Đọ Mặt. Và vòng thi cuối cùng là vòng thi chung kết. Nhưng mà em chưa gửi xe ạ. Thì đấy, các bạn có gửi xe đâu mà vào được vòng gửi xe. Ban tổ chức chúng tôi đã nhìn rất kỹ là anh áo trắng đi xe ôm. Đúng. Hai bạn kia đi taxi. Đúng. Còn bạn, bố bạn đưa đến đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Thì đấy, bạn có gửi xe đâu mà qua được vòng gửi xe. Sao khổ em thế, chứ lại nhà bốn con xe mà. Thôi thôi em đi về ạ. Thì đấy, tôi rất tiếc, mời bạn xuống làm ban giám khảo ạ. Xuống mà làm ban giám khảo đi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Vòng thi Đọ Mặt. Và bây giờ tôi xin mời bạn áo đỏ ra để đọ mặt ạ. Vâng, để đọ mặt được rõ thì anh có thể bỏ mũ ra không ạ? Vâng ạ, bây giờ sẽ là phần đánh giá của ban giám khảo. Nếu như ban giám khảo thấy thí sinh này giống thì xin mời không dẫm lên cỏ ạ. Xin mời ban giám khảo. Hai sự không đồng ý. Ban giám khảo thứ ba không đồng ý. Ban giám khảo thứ tư cũng không đồng ý. Vâng ạ, chúng tôi rất tiếc khi anh không đủ tiêu chuẩn để lọt vào vòng chung kết. Dạ vâng, xin mời anh xuống để làm ban giám khảo ạ. Vâng, bây giờ tôi sẽ mời thí sinh tiếp theo. Dạ vâng. Vâng ạ. Thí sinh áo kẻ đỏ màu cháo lòng có ở đây không ạ? Tôi xin phép là sẽ gọi 3 lần. Nếu như thí sinh không bước ra thì coi như thí sinh đã bị loại ạ. Vâng. Thí sinh áo kẻ đỏ màu cháo lòng lần thứ nhất. Thí sinh áo kẻ đỏ màu cháo lòng lần thứ hai. Thí sinh áo kẻ đỏ màu cháo lòng lần thứ ba. Có em ạ, có em ạ. Ôi giời ơi. Dạ. Lời đầu tiên em xin gửi tới các bạn ban giám khảo lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, tên em là Phạm Đông Hằng, em đến từ biển Tuyên Quang ạ. Dạ. Anh ơi, Tuyên Quang làm gì có biển ạ? Dạ, đấy là niềm mơ ước của em ạ. Xin một tràng vào tay ạ. Dạ. Và bây giờ tôi xin chờ đợi sự đánh giá của ban giám khảo ạ. Nếu như ban giám khảo nào thấy giống thì đề nghị không dẫm lên cỏ ạ. Vâng, xin mời. Một sự đồng ý. Hai sự đồng ý. Ba sự đồng ý. Bốn sự đồng ý. Và vâng, 100% đồng ý ạ. Chúc mừng anh. Tôi xin hỏi một chút là hiện tại thì cảm xúc của anh thế nào khi được bước vào vòng chung kết của cuộc thi ạ? Thật sự thì cảm xúc lúc này của em rất là lung tung. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn ban giám khảo, chị Bắn Lước và anh Sơ Ôm ở đầu chợ hôm đã giúp em tiến tới cuộc thi này. Thật ra mà nói thì về chiều cao và cân nặng của em, cái thằng cha này ấy, thì là chuẩn. Riêng mặt với mông thì không phải nghĩ. Mà cả nhà em ai cũng nói là em với mặt thằng cha này giống nhau như hai cục đất. Dạ vâng ạ. Chị cứ để em chăm lời. Theo nguyện vọng và yêu cầu của các bạn ban giám khảo ban lấy là yêu cầu em hát bài hát tiếng Anh. Thì nói thật về tiếng Anh thì em rất là ngu. Nhưng mà theo cầu thì em xin trình bày bài hát này ạ. I love you.
I want for you the night, the night. Xin phép chị bán nước, xin phép tất cả ban giám khảo. Tôi không đồng ý. Thưa tất cả ban giám khảo. Đấy, mọi người nhìn xem nhá. Ông tài này, ông ấy phủ phấn một phân như thế này. Gì mà không giống ông này. Ôi trời ơi. Bà ơi, bà đánh phấn hả bà? Thì ngày nào em chả đánh phấn. Thế thì xin mời bà xuống kia làm ban giám khảo ạ. Xin mời, xin mời. Xuống đi, phủ phấn đi xuống đi. Vâng ạ, bà bây giờ xin mời thí sinh thứ ba đứng vào vị trí để đo mặt ạ. Vâng, xin mời sự đánh giá của các vị giám khảo ạ. Có giống không ạ? Này nhá, mảnh mảnh ngứa hổ bà. À cái loại mẹ quay ngứa mảnh ngứa hổ bà cái thằng kia. Mày ngứa lắm. Mày xuống đây. Mày ôi giời ôi. Mày nhá, bà mày đánh phân đi làm sao? Hả? Mày ngứa hổ mà. Mày ăn khoai ngứa mà. Mày ngứa hổ mà. Hả? Cái con chó này. Riêng hôm nay nhá, tao không đánh mày, tao không làm người nhá. Ôi giời ơi, mình đánh phấn đi, có việc gì đến nó đâu. Mà nó đến, nó đâm đi thông cho mình này. Thằng kia đứng lại. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Ôi trời ơi, anh làm sao vậy? Sếp là bị sốc nha. Uống nó quá đà. Mà cái thằng cha trợ lý nó rất tệ nhá. Nhất định nó không cho ông nói một câu này. Em biết là cái tính ông này một khi đã uống thì nó như là thua luôn. Thế mà nó không cho ông ấy nói một câu. Rượu mà nó vào mà lời nó không văng được ra thì nó phải dẫn đến là ị cọt. À quên, đột quỵ. Đột quỵ á? Ờ. Ôi trời ơi, anh có lái được xe không? Em mệt lắm à? Yêu anh nhiều lắm. Chắc không phải là đột quỵ đâu anh ạ. Cái gì? Phản ứng của anh vẫn tốt thế này cơ mà. Ừ. Chỉ là uống say quá thôi. Ừ. Cái cô này phán cứ như là bác sĩ thú y. Thế cô không tin rồi à? Ha. Bây giờ cái cục thịt này ra đây. À. Nào, cái cục thịt này đi ra đây. Nào, đi ra đây. Để chứng minh này. Ừ, con thịt. Nào, nào. Không đột thì là cái gì? Đột chưa? Anh làm cái gì đấy? À, anh thì... làm đấy, anh ấy đau đấy. Thì vì cô không tin tôi. Đấy, đột quỵ đấy. Nào. Hả? Kéo giúp em một tay. Kéo giúp một tay à? Dạ. Thế thì đi ra để đâu giúp. Nào, kéo đi đâu? Nào, kéo đi đâu? Anh làm cái gì thế? Thì bảo kéo một tay rồi gì? Sao anh cứ làm anh ấy đau thế? Ừ, thì bảo kéo giúp một tay rồi gì? Không, ý em là giúp em một tay đưa lên ghế. À, thế cụ thể như thế nào? Một tay vào chân. À? Một tay vào eo. À? Rồi đưa lên ghế. À, ui giời, thế mà chả bảo đợi mai. Nào, đứng lên để tôi nói cho. Khổ quá, có gì đâu. Đơn giản, có gì đâu. Anh làm cái gì đấy? Cô định giả mặt à? Thế cô bảo gì thì tôi làm thế. Bảo đưa lên ghế có gì? Em là anh giúp em đưa anh ấy lên ghế. À, ui, thế mà chẳng nói rõ thì anh thì cứ đợi nó mãi mới tình huống này. Được rồi, bây giờ đưa lên ghế đi. Dạ vâng ạ. Nhá. Thế bây giờ tôi đưa lên từ cô phải cổ vũ cho nó có khí thế thì tôi mới về được. Nào, cái cục thiệt này. Cổ vũ đi. Ô, thế không cổ vũ à? Ôi trời, nặng quá. Này, của bà Tân. Đơn giản. Mà đời nó lọc thật ấy. Bao nhiêu cái lọc thì nó đổ hết vào đầu nó. Còn mình thì chả có cái gì. Cũng là đàn ông mà người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Dạ, em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Cậu dạo này là rất vô kỷ luật đấy. Dạ. Tôi đã cấm cậu không được đi đánh gôn.
Vậy mà cậu vẫn vi phạm, không chịu kiểm soát ông Sướng, để ông đi tiếp khách gọi gái gú rất làm tiếng tồi. Dạ, báo cáo sếp thì việc này em cũng đã tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm bằng văn bản, gửi email cho sếp qua đường bưu điện rồi đấy ạ. Không cãi. Thôi được, con trình bày đi. Dạ, em có hai việc cần báo cáo với sếp ạ. Việc thứ nhất là cô Ly đang chờ sếp ở tầng 1 ạ. Bảo cô tôi đi công tác. Dạ vâng ạ. Còn việc thứ hai là anh ký cho em cái phiếu chi tiền để em đi thanh toán 15 tấn hàng mình nhập theo hợp đồng với bên anh Hợp ạ. Hợp đồng tôi đã ký đâu? À, sếp ký lâu rồi mà. Sếp ký rồi thì em mới bảo văn thư đóng dấu chứ à. Tôi ký tôi phải nhớ chứ. Sếp ơi, sếp ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói nhỏ thôi. Bình tĩnh, có gì cứ trình bày. Nhưng mà không được nói to. Cô mà nói to, đổ nhà đấy. Nào, trình bày đi. Cái gì? Dạ, báo cáo sếp ạ. Chị lao công nhặt được một quyển sổ có giả mạo chữ ký của sếp ở trong thùng rác trước cửa phòng ông Sướng ạ. Hả? Có đúng thế không? Ở đây. Ôi thôi chết rồi sếp ơi. Thế này thì tất cả các khách hàng của mình nhầm sếp với lão Sướng say rồi. Sếp xem này. Lão ấy đập mà giả mạo chữ ký của sếp để ký hợp đồng cho nó oai ạ. Sếp chủ quan quá. Tất cả cũng là tại cậu ạ. Sao ạ? Gọi ông Sướng lên đây. Lão ấy đi ký hợp đồng mới rồi ạ. Hả? Chết thật. Anh Quang, tại sao anh không dám nhìn thẳng vào sự thật? Khổ quá, tôi đã nói tôi không phải là anh Quang. Tôi chỉ là nhân viên phụ trách khâu ăn uống cho anh Quang thôi. Tại sao anh lại phải dối lòng mình như thế? Anh Quang, em yêu anh. Ôi trời, cô bỏ ra, đừng làm như thế. Nếu Hoa nhìn thấy, đến tai vợ tôi thì chết. Thôi được rồi. Thế cái thai trong bụng em, anh định tính thế nào đây anh Quang? Hôm ấy tôi say, mất kiểm soát, không làm chủ được. Mà cũng tại cô ấy, biết tôi say lại cứ díu vào. Đã say làm sao tôi phanh được. À đúng rồi, tôi nhớ sáng hôm sau tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì. Em đang hỏi anh về cái thai trong bụng em cơ mà. Ồ, cho đến lúc này tôi không biết làm thế nào nữa. Tại sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế? Anh cuộc đời này chả biết thế nào một lần. Thằng Sướng thì sướng quá, còn thằng Khổ thì quá khổ. Đúng là đời quá bất công. Anh đang sướng như thế còn kêu cái gì nữa. Ôi giời ơi, sướng nhờ, sướng vả, sướng tạm, sướng bợ, sướng mấy cái quần nợ thì sướng làm cái đếch gì. Em bảo này, hôm trước ấy có một người giống anh như thế, sao anh không nhận luôn đi. Ôi giời ơi, thôi, cái ả PD đê ấy gì, cứ nhắc đến cái ả đấy là tôi thấy phát tẩm. Này hôm nọ ấy, chính ả ấy hôn trộm tôi mấy phát. Cái rau mùi nó còn phảng phất đến tận hôm nay chưa hết. Quên mất. Hôm nọ tôi đi tiếp khách cùng lão Sướng. Có thưởng ít tiền, cô cầm đi làm truyền thông cho tôi. Này, nhớ là cứ nhằm vào mấy cái thằng đi ô tô đẹp mà tìm nhá. Tôi hứa là khi nào tìm thấy cái thằng mặt giống tôi sẽ mở cho cô một cái sàn disco thè que khiêu vũ cổ điển ngay tại đây. Mà tôi sẽ mở một cái sân khấu tân cổ giao duyên ngay tại cái bàn này. Anh hứa rồi đấy nhá. Ơi yên tâm, cô đỡ phải đi bán nước.
Tôi đã hứa là tôi làm. Ô, ai hình như lão Sướng à? Này, ông Sướng có phải không? Ông nhầm rồi. Ui, ông đùa tôi đấy à? Có đúng ông Sướng không? Tôi đã bảo ông nhầm rồi. Nhầm là nhầm thế nào? Sao ông lại xách đèn đi đâu đây? Tôi đi tìm tôi. Ông làm sao thế? Ông lù lù như này thì đi tìm cái gì? Tôi đánh mất tôi rồi, nên tôi phải đi tìm tôi. À, hay là dỗi nhau với cái cô đẹp như tiên ấy, có phải không? Thôi, đi vào đây đi. Đấy, vào đây, vào đây. Anh Sung, anh có khách ạ? Ông Sướng đấy, ông Sướng đấy. Em chào anh ạ. Chào cô. Đây, hai người đây tâm sự nhá. Em chạy ra ngoài kia lấy ít hàng. Anh Sung, anh trông quán hộ em nhá. Cô cứ đi đây, để quán cho tôi. Ông Sướng, sao ông lại phải khổ thế? Tôi bây giờ mới phải đi tìm tôi đây này. Đúng là sướng lại là khổ, đang nhiên đang lành, tại sao tôi lại khổ thế này à rồi? Khổ như ông thì ai chả muốn khổ. Hết ăn rồi lại uống, hết uống rồi lại ăn, rượu ngon, gái đẹp, quan hệ với toàn những người đẹp như tiên thì còn kêu cái nỗi gì. Sướng nhờ sướng vả, sướng tạm sướng bợ, sướng mấy cái của nợ, sướng làm cái đếch gì. Kìa, ông lại đi đâu đấy? Kìa ông định đi đâu đấy? Tôi lại đi tìm tôi. Ôi, ông tìm được ông rồi cơ mà. Bây giờ, người phải đi tìm chính là tôi. Ôi này, hình như cái ả người yêu đẹp như tiên của ông đang đến kia kìa. Phố nhỏ em đến chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái thế, xa vắng vọng về men đắng nào cho vơi những thương đau. Em đã bỏ ta rồi từ ngày em, thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mưa gió gọi về, những đêm trường như hoang vắng điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em, ta dìu trên đường về mình. Cầm tay nhau trời khuya, gió đưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trần, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đây. Kỷ niệm đã xa khuất tầm tay. Khi phố nhỏ em đến dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái thế, xa vắng vọng về men đắng nào cho vơi những thương đau. Em đã bỏ ta rồi từ ngày em đi, thành phố xưa
xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi mưa gió gọi về, những đêm trường như hoang vắng điều em còn nhớ những ngày xưa. Ngày xưa đó em ta dìu trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió đưa, trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi chỉ còn ta thôi, về với ta trên suốt nẻo trần mà đường chân ai hay cay đắng đọa đây. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Chưa? Tao biết hết cả rồi. Tao nghe lão Văn nói lão Sung nhà tao với lão Sướng nhà mày chuyển nghề làm xe ôm. Thế sự thể là thế nào? Cái cô người yêu của ông Quang ấy yêu nhầm lão Sướng nhà tao. Bây giờ có bầu rồi. Trời chết. Có chuyện ấy à? Cô đang bắt đèn đấy. Lại còn bảo sẽ kiện ông Quang. Nếu mà ông Quang bội bạc với cô ấy thì cô ấy sẽ tung ảnh tươi mát của hai người lên mạng. Tao đã ra sức giải thích với cô ấy là hai người giống nhau nhưng mà cô ấy không tin. Mà bây giờ gọi điện cho lão Sướng thì tắt máy rồi, chắc là không dám về nhà nữa. Tao bảo này, tao với mày bây giờ đi tìm hai lão ấy. Nhớ lão Sung nhà tao mà tìm thấy người giống lão ấy thì chết. Lỗi là do tao với mày, chứ hai lão ấy có tội tình gì đâu. Tôi biết rồi. Tôi rất tôn trọng ý kiến của anh Sướng, nhưng anh nên trấn tĩnh lại mọi chuyện. Nếu anh cần, tôi vẫn sẵn sàng chào đón anh quay trở lại. Thu thật với bác, em sợ Sướng lắm rồi ạ. Em là làm khổ bác nhiều quá. Thế mới biết em vẫn là người Sướng hơn bác. Thôi, có lẽ em xin phép bác em về quê, nơi mà bấy lâu nay em cứ tưởng là khổ, nhưng thực ra thế mới Sướng ạ. Dạ, em chào bác. Mút một tí cho nó mát ông ơi. À, ngon lắm. Này, vui lên chứ gì, buồn làm gì. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi. Lá mùa thu vẫn rụng, và tôi vẫn tìm tôi. Và tôi vẫn tìm tôi. Ông Sung! Ông Sung ơi! Này. Ông đi đâu mà lâu thế hả? Mà làm gì cái mặt cứ tưng tớn ấy? Tôi tìm lại được tôi rồi. Về thôi. Về đâu? À, về quê tôi còn về đâu nữa? Này nhé, tôi nói cho cái mặt ông biết nhá. Ông chỉ biết Sướng mình ông thôi. Còn tôi đã được Sướng ngày nào? Chừng nào nhé, tôi chưa tìm thấy tôi thì tôi chưa về đâu. Nhá. Vậy. Này, tôi lại tìm được ông trong rồi. À, thật không?
tốt, 100% luôn. À, tôi nhìn thấy tôi rồi. Thì tôi đâu, có đâu, tôi đâu. Đây, 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 đây. Ôi, 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 ôi. Đâu. À, tôi đâu? Tôi ơi. Hả? Tôi đâu? Hả? Tôi đâu? Không đây. Hả? Đúng rồi, tôi nhìn thấy rồi. Còn luôn, đi đến cửa. Không phải tôi. Không phải tôi. Bánh của chị á, u nang buồng trứng á, u sơ tử cung u nang buồng trứng á. Mỗi mình em loay hoay vừa mổ vừa phải làm MC, đơn loanh quanh quyền bố ấy kéo những bộ con bệnh. Ô, lại gì? Tao có phối cho vợ cậu đâu mà vợ cậu đẻ gì? Tôi này, tôi chả thấy gì cả, càng sốc càng sướng. Thế bây giờ thì nói tóm lại là ông cụ nhà em sống được bao nhiêu lâu nữa? Em đeo vào mặt, em đeo vào mặt đi anh. Nhân tiện có đồ nghề, cứ xem tôi có vấn đề gì không. Đấy, nó xin lỗi cậu rồi. Ông bắt tôi xin lỗi con lợn đấy hả? Thằng này mọc ở đâu ra này? Ô, anh ơi, em đi qua thấy chuyện bất bình, em vào có ý kiến đâu mà anh. Ôi, anh ơi. Anh ơi, em không chạy nữa rồi anh ạ. Thế thì mày cho bố mày đấm mày một cái thôi. Anh ơi, nhẹ chân nhẹ tay giúp em được không ạ? Nhà em con một. Bố mày đã bảo cho bố mày đấm một cái thôi mà. Thế cấu được không ạ? Được thì... Ôi dồi, sợ quá. Bác sĩ giỏi quá. Bà con có cái địa chỉ khám chữa bệnh của tôi rồi đấy. Vâng. Ai có nhu cầu gì, có bệnh tật gì cứ đến đấy. Vâng, cứ đến đấy ạ. Rồi, bác sĩ đi ạ. Vâng, thế chào bà con nhá. Riêng dịch vụ của bọn tớ sướng nhất là đến không phải xếp hàng mà được khám ngay. Dạ vâng. Thế được rồi. Trường hợp của vợ cậu tớ sẽ cho đi vào ngày 23 nhá. Ôi, không được bác ơi. Vợ em người ta dự kiến là 19 nó đẻ rồi. Thôi, buồn cười nhỉ. Làm ăn bây giờ nó phải có nguyên tắc chứ. Nó phải có lịch chứ. Bệnh viện bây giờ cho cán bộ và công nhân viên chức là đi nghỉ mát hết rồi. Này, đứng dậy. Dạ. Là đây. Mày có biết là mày làm cho tao tàn một đời hoa mà nát ba đời chuối không? Tao hỏi mày, chuối đang thẳng cứng như thế này mà nó bị gập lại, chuối mà nó bị gập làm đôi như thế này thì nhục nhã như thế nào không? Đen như thế nào không hả? Hả? Gãy chuối nó đen này anh. Mày còn hỏi nhiều à? Dạ. Hả? Vào luộc con mày đi. Dạ vâng ạ. Đi ngay. Nào đi nào. Đấy, anh cho này. Này nghe nói ở đây họ chữa được bách bệnh đấy. Bệnh viện trả về nhá, đến đây chữa khỏi luôn. Này chết cho bọn nó khác nhá. Còn sao mấy con bệnh này này? Đấy, khỏi. Các con bệnh này. Giật đây. Các con bệnh đang đợi nhục kia. Vào ngủ đi. À vâng. Lửa đã rồi. Hôm nay mình truyền hình trực tiếp ca mổ này. Trực tiếp à? Ra xui cho nó mua vé. Rồi, thông minh. Này, đống người như này chắc làm được một mớ đấy. Chúng mày làm ăn một cười thật đấy. Có mỗi cái kéo mà sao lại có ba người đây mày lại mất cái kéo của tao thế nào? Hả? À, đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đồ đạc làm xong phải gọn gàng, sạch sẽ chứ gì. Ở trong bụng này, xem tuổi nào á, thì phải dùng thuốc tuổi lấy. Thế bây giờ thì nói tóm lại là ông cụ nhà em sống được bao nhiêu lâu nữa?
cứ cho cụ uống thuốc tây à thì còn khỏe như trâu á. Nếu mà cần nhanh á cứ mang đi đây á. Được rồi. Mày còn cái tội là bỏ vị trí trên trên đầu nhá nhá. Suốt ngày đi chơi thôi. Tôi lão với thuốc lá này. Bước ra làm việc. Chúng mày gây mê chưa? Rồi ạ. Lý Hoàng xỏ ra xem nào. Đấy em đang đi tìm. Bố mới bắt được mày đấy rồi. Đây là cục sỏi của bệnh nhân. Đúng là bị sỏi thật anh ạ. Đây mà tôi đã đoán bệnh là chỉ có tuần sát trở lên á. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai. Ê, mang con bệnh đi cấp cứu xong á rồi về đây điều trị á. Tình hình của vợ con thực tế là như thế nào? Bác sĩ nói là như thế nào? Mẹ đã kịp hỏi câu gì đâu, chỉ biết là bị ngộ độc rất là nguy kịch. Tương. Này thằng kia, mày định ám sát cậu đấy hả? Hả? Mày định ám sát cậu, mày đứng kiểu gì đấy không mắt mũi à? Mày đi, mày đứng thế. Bác không làm sao không? Hả? Cậu không sợ. Tính thế nào? Tình hình bây giờ thế nào anh? Như thế nào? Dạ. Thanh toán cho còn thế nào nữa? Thanh toán thế thì chết à? Chúng mày, con run sao mãi cũng quằn nhá. Anh ơi, chắc bây giờ thầy tính sao? Đưa xuống nhà xác. Tao đã chết đâu mà cho tao xuống nhà xác.